Việt Nam ta có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Phương Tây thì có câu, đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa. Ý nghĩa của hai câu này thì có lẽ tôi không cần phải giải thích nhiều. Tuy nhiên thì về sự đúng đắn của nó thì có lẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Hai câu trên đúng về mặt lâu dài, tức là chỉ đúng sau khi mà chúng ta đã có thời gian tiếp xúc, phát hiện và tìm thấy những cái nết của người khác để yêu và trân trọng họ hơn cái đẹp của họ. Còn nếu mà về ngắn hạn, tức là ngay tại thời điểm mà chúng ta gặp gỡ, lần đầu gặp mặt, hay là một cái nhìn lướt qua trên đường, thì cái đẹp hay là cái nết quan trọng hơn? Rõ ràng là cái đẹp rồi, bởi chúng ta đâu thể nhìn lần đầu mà biết hay hiểu được tính nết của người ta như thế nào đâu. Bài viết hôm nay sẽ xin được nói về cái đẹp đó, nhưng không phải là về mặt thẩm mỹ, mà về khía cạnh ngôn từ, cơ thể và tâm lý học. Chúng ta hẳn là từng biết một người nào đó có một nhan sắc hết sức bình thường, thân hình thì cũng không phải hoàn hảo, đồ đạc sử dụng cũng không phải mắc tiền, nhưng lại được rất nhiều người cảm mến và dõi mắt nhìn theo. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại như vậy hay chưa? Đó chính là nhờ ấn tượng đầu tiên, hay là khía cạnh cái đẹp mà tôi muốn nói đến ở đây, của người khác về họ là rất tốt. Hay nói một cách khác, khi vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên, tất cả những thông tin mà mắt người thu được từ họ đã được phân tích, dịch thuật thành sự cảm mến nơi người nhìn. Vậy thông điệp được dịch ra từ ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đó là gì? Thứ nhất là an toàn, tức là người kia không làm hại mình. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng ta nhìn một người. Thông tin này được hành động một cách vô thức bởi não bộ nguyên thủy của chúng ta, từ thời còn phải đối chọi với thú dữ và kẻ thù khác, sẽ được nói tới ở phần phong thái ở dưới. Thứ hai là đối tượng giao phối tốt. Lại một lần nữa, bộ não nguyên thủy của chúng ta lại vào cuộc, bắt chúng ta thực hiện nhiệm vụ căn bản của sự tồn tại là duy trì nòi giống, sẽ nói tới ở phần ngoại hình. Rồi sau đó mới là những thông tin mang thông điệp của thời hiện đại, như là tìm người đáng tin cậy, chững chạc, dịu dàng hay cá tính, năng động, trẻ trung. Ấn tượng ban đầu là yếu tố quan trọng nhất ngay tại thời điểm mới làm quen, và ấn tượng này sẽ phải mất rất lâu về sau mới phai mờ, với điều kiện là bạn có điều kiện tiếp xúc với người ấy đủ nhiều để người ấy có thời gian hiểu bạn. Vì vậy, nếu không đầu tư cho ấn tượng ban đầu ngay từ đầu, thì rất có thể là bạn chưa kịp thể hiện những kỹ năng giao tiếp của mình, đối phương đã ngay lập tức từ chối bạn. Và bao gồm cho ấn tượng ban đầu là hai điều, phong thái và ngoại hình. Ngoại hình, sạch sẽ và gọn gàng, đó là những điều kiện tối thiểu cần có để một người muốn lại gần bạn, chưa nói tới việc là muốn giao tiếp với bạn nhé. Đừng bỏ quên chữ gọn gàng. Dù bạn vừa tắm hay là quần áo bạn vừa giặt giũ thơm tho, nhưng mà lại luộm thuộm, râu không cạo, tóc tai bù xù, da đầy mụn, thì trông không khác gì thằng hề cả. Kiểu tóc cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách một người đánh giá bạn ở cái nhìn đầu tiên. Chọn kiểu phù hợp với hình dáng khuôn mặt luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Quần áo và các phụ kiện khác không nhất thiết phải đắt tiền, nhưng phải ăn nhập với nhau và phù hợp với tính chất của buổi gặp mặt. Không trang trọng chỗ dân dã, không xuề xòa chỗ nghiêm trang, ăn mặc lố lăng, quần áo không hài hòa với nhau hay là không hợp với vóc dáng và tuổi tác. Lòe loẹt chỉ tổ tố cáo óc thẩm mỹ dở tệ của bạn mà thôi. Ăn mặc phù hợp ở buổi gặp mặt đấy cũng chính là cách mà bạn thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Bạn không nhất thiết phải đẹp trai hay là xinh gái, hãy cố gắng giữ vóc dáng cho mình chuẩn. Một cơ thể chuẩn là một cơ thể khỏe mạnh, cân đối, có lượng mỡ vừa phải. Có một cơ thể chuẩn ảnh hưởng rất nhiều tới yếu tố thứ hai hình thành nên ấn tượng ban đầu là phong thái. Tới phòng gym hay là tự tập ở nhà, hãy đầu tư thời gian và công sức ít nhất 30 phút mỗi ngày cho nó. Kể cả không có người để gây ấn tượng, thì một cơ thể khỏe mạnh và đẹp vẫn có ích cho chính bản thân bạn. Về phong thái, cái này nghe có vẻ trừu tượng này, nhưng thực chất phong thái là tổ hợp của những ngôn ngữ cơ thể rất nhỏ mà bộ não của chúng ta từ khi sinh ra đã có chức năng giải mã mà chúng ta không hề để ý tới. Tự tin, thân thiện, duyên dáng, đó đều là những tín hiệu đã được giải mã từ tập hợp các cử chỉ rất nhỏ bao gồm dáng đi, ánh mắt, nụ cười, tư thế tay và nhiều điều nữa. Dáng đi. Nhiều bố mẹ khi dạy con dáng đi
hay dậy là phải đứng thẳng lưng. Điều này dễ làm con hiểu sai và dẫn đến tư thế bị sai. Vì khi đi đứng ở tư thế chuẩn, lưng của chúng ta không thẳng mà cong về phía trước. Khi này, người chúng ta đang ưỡn về phía trước. Suy ra, lời dạy đúng nên là ưỡn ngực về phía trước thay vì là thẳng lưng. Hình bên trái là các đốt xương nhìn từ phía trước, còn bên phải là các đốt xương nhìn từ bên cạnh khi chúng ta đứng đúng tư thế. Có thể thấy là khi đứng chuẩn, cột sống của chúng ta cong ba khúc. Còn hình này thì hiện rõ dáng người hơn. Hình ngoài cùng ở bên tay trái là tư thế chuẩn. Lưng của chúng ta hoàn toàn không thẳng mà cong ba khúc và ngực ưỡn về phía trước, đầu nhìn thẳng. Đừng quan tâm tới vạch trắng. Vạch trắng là họ kẻ từ thái dương xuống lòng bàn chân để thể hiện sự thẳng chứ không phải là cột sống đâu. Dáng đi này vô cùng quan trọng trong việc gây dựng những đánh giá đầu tiên về bản thân nơi người khác. Dáng đi chuẩn đem lại ấn tượng tự tin. Nếu là nữ, dáng đi đúng sẽ tôn thêm đường cong của cơ thể, làm tăng vẻ duyên dáng. Dáng đi đứng đúng cũng sẽ tạo cho bạn có cảm giác cao hơn, to hơn. Tốc độ đi cũng ảnh hưởng tới tác phong. Khi đi nhanh sẽ tạo vẻ bận rộn hoặc là luôn trốn tránh ai đó. Còn đi chậm rãi, bình tĩnh, bước nào ra bước đấy, không xiên vẹo sẽ tạo sự điềm đạm. Từ đó, tăng sự thoải mái và tự tin ở nơi người đang gặp. Còn về ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi đang nói chuyện. Với văn hóa người Việt Nam, cái việc nhìn thẳng này sẽ dễ gây sự bối rối, ngại ngùng, nên có thể nhìn khoảng tầm 4-5 giây, rồi nhìn ra chỗ khác 1-2 giây rồi nhìn lại. Nếu khó nhìn vào mắt, có thể nhìn vào phần sống mũi giữa hai mắt cũng được. Khi mà nhìn, thì nên kết hợp với cả cử chỉ đầu trong cuộc trò chuyện, như đã nói ở các phần trên. Và cũng không nên nhìn láo liên sang chỗ khác, thể hiện sự mất tập trung hoặc tạo ra cảm giác vụng trộm, không đáng tin cậy. Còn nụ cười, làm thế nào để có một nụ cười thật tự nhiên mà vẫn thân thiện với một người mà mình chưa gặp bao giờ? Mẹo ở đây là hãy tưởng tượng đối phương là điều mà bạn thích nhất. Đa phần thì khi mà chúng ta gặp một đứa bé thì đều là sẽ mỉm cười rất thoải mái vì sự đáng yêu của chúng. Vì vậy, cứ tưởng tượng người ấy là một đứa bé vài tuổi dễ thương là một điều dễ nhất để có thể có một nụ cười chân thành và rạng rỡ. Còn nếu bạn sợ trẻ con, hãy tưởng tượng những thứ khác, thậm chí là coi người ta là một chiếc Ferrari cũng được. Nam giới thì không nên cười quá rộng, nữ giới thì cũng không nên cười quá nhiều trong cuộc giao tiếp công việc. Về tốc độ nói, tông giọng nói, hãy đồng bộ những điều này với người đối diện. Nếu họ nói nhanh, thì ta nói nhanh. Nếu họ nói chậm, ta nói chậm. Và một vài tiểu tiết khác cũng có thể góp phần vào ấn tượng ban đầu của đối phương về chúng ta. Có một điều rất thú vị về bộ não của chúng ta, đó là tâm lý ảnh hưởng ngôn ngữ cơ thể. Và ngôn ngữ cơ thể thì cũng ảnh hưởng ngược lại về tâm lý. Bạn có cảm thấy khi mà chúng ta mặc một bộ quần áo bình thường so với khi mà chúng ta mặc bộ quần áo vest sang trọng thì có cảm thấy khác không? Đó là minh chứng cho điều đó. Ngay cả khi bạn không thực sự tự tin về bản thân mình, hãy cứ đi đúng dáng, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, tóc tai tươm tất, đi lại chậm rãi và dần dần bạn sẽ thấy được cái sự tự tin đang lớn dần trong mình. Fake it till you make it. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spadroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.